Vì sao Bộ Công an khởi tố vụ án đất hiếm vào thời điểm hiện nay? Đất hiếm là một loại hợp chất khoáng sản được sử dụng trong các ngành công nghệ chiến lược hiện đại. Từ đất hiếm, sau khi được tinh luyện, nguyên liệu này sẽ được sử dụng để chế tạo từ nam châm các chip bán dẫn trong các thiết bị điện tử tiên tiến như điện thoại thông minh, máy tính, đến bình điện cho xe máy điện, xe hơi và nhiều loại động cơ khác. Kể cả trong lĩnh vực quốc phòng, hiện nay nhu cầu đất hiếm của thế giới rất cao và đang tăng lên ngày một nhiều hơn. Đất hiếm đặc biệt là quan trọng đối với các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tới đây, đất hiếm sẽ ngày càng trở thành một loại hàng hóa quan trọng trên thế giới, không chỉ rất đắt hàng mà còn là một loại vũ khí thương chiến giữa các cường quốc. Bắt Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thái Dương vì bán trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm. Trữ lượng đất hiếm ở Việt Nam được đánh giá là đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc. Trung Quốc sở hữu nhiều mỏ có thứ kim loại quý này. Theo giới chuyên gia, sản lượng đất hiếm do Trung Quốc sản xuất chiếm khoảng 80% nhu cầu của toàn cầu. Gần đây, Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm như một vũ khí để gây sức ép với các quốc gia đối thủ trong cạnh tranh thương mại. Thời gian này, đất hiếm trở thành vấn đề nóng trong thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 20 tháng 10 đưa tin với tiêu đề Bắt Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Thái Dương vì bán trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm. Theo đó, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ông Đoàn Văn Huấn bị Bộ Công an bắt tạm giam với cáo buộc đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm có giá trị khoảng 440 tỷ đồng. Theo Thời báo Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam một loạt các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để điều tra theo tội danh vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Khu mỏ đất hiếm tại xã Yên Phú, tỉnh Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương. Cơ quan Công an cho biết, ông Đoàn Văn Huấn cùng với Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng của Tập đoàn Thái Dương, đã tổ chức khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn quặng đất hiếm và gần 153.000 tấn quặng sắt với tổng giá trị khoảng 632 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước Việt Nam không đưa lý do vì sao việc mua bán quặng đất hiếm của các lãnh đạo của công ty trên là bất hợp pháp. Nhưng theo hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin biết trực tiếp vụ việc này tiết lộ cho biết, quặng thô đất hiếm khai thác ở mỏ Yên Bái đã xuất khẩu sang Trung Quốc bởi chi phí tinh luyện trong nước đối với loại quặng này rất cao và không có lãi. Hãng thông tấn Reuters mô tả, Công an Việt Nam vừa bắt giữ 6 người bị cáo buộc vi phạm các quy định về khai thác mỏ, trong đó có chủ tịch của một công ty đi đầu trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp đất hiếm để có thể cạnh tranh với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Và hãng thông tấn Reuters cũng quan ngại rằng Việt Nam bắt hàng loạt lãnh đạo ngành đất hiếm đã gây ra những lo ngại về kế hoạch cạnh tranh trong lĩnh vực này với Trung Quốc. Bên ngoài mỏ đất hiếm Đông Pào có diện tích gần 133 ha với tổng trữ lượng lên trên 11,3 triệu tấn. Giới quan sát ở Việt Nam có nhận xét khác với Reuters và cho rằng đó là việc chính phủ Việt Nam muốn gửi đi thông điệp chính thức về việc kiểm soát lĩnh vực đất hiếm. Kể từ đây, chính phủ Việt Nam sẽ siết chặt việc kiểm soát và phát triển lĩnh vực đất hiếm, coi đó là điều hết sức quan trọng. Theo quy định của Việt Nam, việc xuất khẩu quặng thô phần lớn bị hạn chế vì Việt Nam có chủ trương muốn tăng cường khả năng tinh chế quặng, đem lại hiệu quả cao hơn. Theo hãng Reuters, chính quyền Việt Nam gần đây đã tăng cường chấn áp hoạt động khai thác đất hiếm bất hợp pháp từ các mỏ bị bỏ quên hoặc bỏ hoang trong bối cảnh các doanh nghiệp ngoại quốc đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và tránh rủi ro vì căng thẳng địa chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Bộ Công an khởi tố vụ án đất hiếm vào thời điểm hiện nay? Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện? Một thực trạng khó có thể lý giải ở Việt Nam hiện nay đó là hầu hết các công chức, viên chức và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước đều không sống bằng tiền lương. Bởi tiền lương quá thấp không đủ để trang trải cũng như đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với đồng lương không đủ sống như một số không nhỏ các quan chức lãnh đạo, công chức
thì vẫn sở hữu nhà riêng hay biệt thự, con cái vẫn du học ngoại quốc với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Truyền thông nhà nước vào ngày 19 tháng 10 đưa tin, Trung tướng Trần Văn Độ hiện nay không phải ai cũng chính trực được đâu. Theo bài báo, vào ngày 19 tháng 10, Trường Đại học Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Trung tướng Trần Văn Độ nói rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực được. Tại hội nghị này, Trung tướng Trần Văn Độ phát biểu rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực bởi không liêm khiết được. Ông đưa ra ví dụ thẩm phán lương 8 triệu đồng mà nghề giúp việc lương cũng hơn 8 triệu đồng thì cán bộ liêm chính không nổi. Phát biểu của tướng Độ khiến người ta liên tưởng đến câu ta thán của nhân vật Chí Phèo nói với Bá Kiến rằng tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện đây? Câu nói của Chí Phèo tưởng rằng chỉ tồn tại trong tác phẩm của văn học. Vậy mà sau hơn 70 năm, trong thời đại mà Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, nó lại hiện hữu. Có lẽ Trung tướng Trần Độ muốn đặt vấn đề để cảnh báo với chính quyền rằng hãy cho công chức nhà nước được sống bằng đồng lương để họ không cần phải tham nhũng, vẫn có thể sinh tồn. Quy luật sinh tồn của con người là đói thì đầu gối phải bò. Một khi lương của công chức nhà nước không đủ sống thì cấp nhỏ thì tham nhũng vặt thông qua việc hành dân đưa ra những điều kiện khó khăn để buộc người sử dụng dịch vụ công phải bỏ ra phong bì để mà cảm ơn. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Cái lạ là tại sao vị trí của một công chức quèn với mức lương 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng mà người ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để được ngồi vào đó. Còn có quan lớn, tức các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, dẫu hưởng lương và bổng lộc từ tiền đóng thuế của dân, nhưng cũng chỉ chăm chăm nghĩ mưu ăn cắp, bòn rút ngân khố thành của riêng của mình. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, làm công chức nhà nước điều kiện tối thiểu là phải đảm bảo có mức lương đủ sống, đủ nuôi gia đình và con cái họ. Điều mà cho đến nay nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sau 78 năm cầm quyền không thể nào thực hiện nổi. Khi công chức nhà nước lương không đủ sống thì họ phải kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả ăn bẩn. Môi trường giáo dục là điển hình dễ thấy nhất, nhà trường thì lạm thu của phụ huynh, thầy cô giáo thì ép học sinh phải học thêm, nếu ai không chịu thì bị trả thù ngay lập tức. Đây là điều mà ai cũng biết, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, mà nó ở tất cả các lĩnh vực khác cũng diễn ra tình trạng như thế. Đều tình trạng chung, mẫu số chung là tiền lương từ nhà nước trả cho công chức không đủ sống và bắt buộc họ phải làm bậy. Buổi tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Song ở Việt Nam, chính quyền càng hô hào sắp xếp lại biên chế, tinh giản, cải cách bộ máy thì hệ thống cán bộ công nhân viên chức lại càng phình to. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã thừa nhận, cứ 40 người dân thì phải nuôi một công chức. Theo đó, bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có tới 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức, tính bình quân cứ 40 người dân phải nuôi một công chức. Trong khi ở Mỹ có số dân gần gấp 4 lần Việt Nam, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu người. Nghĩa là 160 người dân Mỹ mới phải nuôi một công chức gấp 4 lần Việt Nam. Phải chăng đó là kết quả của một nhà nước không do dân bầu ra, mặc dù chính quyền vẫn tuyên bố rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nếu thế, đó chỉ là một thứ nhà nước vô trách nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.